Vâng, xin chào bác, chào anh em Chào mừng quay đi trở lại với kênh Quyết Audio à, Bên em tiếp tục về cái mẫu vàng Lex FX60 Plus đấy ạ à. Lex 60 Plus để phục vụ cho bác anh em à, Với dòng Lex 60 Plus thì anh em cực kỳ ưa thích cái mẫu này Hàng chuẩn loại 1 các bác nhé Hàng chuẩn loại 1 thì các bác phân biệt cực kỳ dễ dàng với cái nút bấm đây Dâu với tút niền và cái nút bấm này nó nó có đèn sáng Tất cả đèn đây là nút mềm, đèn sáng Đây, tắt cho bác xem Đó có thể nhìn thấy đúng không ạ dầu và tút liền đấy mẫu này thì em không phải test tiếng lại cho bác rồi em đã test rất nhiều video trước đó màu đen hay màu trắng thì nó không nó không đánh giá phần chất lượng các bác ơi nó không hề đánh giá về chất lượng nào cả em không hiểu cái lý do làm sao mà rất nhiều các bác anh em lúc em bán màu đen thì có bác gọi là con màu trắng nó mới hay có bác thì lúc em có màu trắng thì con màu đen nó mới hay không biết là các bác cố tình trêu em hay là các bác nghe ở đâu giới thiệu như thế hàng chuẩn lại một thì nó chỉ có một loại và nó thay đổi các mặt hiện trước này thành các màu khác nhau để các bác có thể ghép chung với bộ dàn khác nhau thôi bộ dàn nếu con âm đi của các bác nó màu đang màu sáng và mà con đẩy nó màu uh, tối chẳng hạn ví dụ như thế thì các bác sẽ lựa chọn làm sao màu cho phù hợp đúng không còn sớm thì các bác có thể là lựa chọn những màu khác nhau giá hàng tết thì nó có lên nó có biến động nên là bên em uh sẽ báo giá cho bác từng thời điểm cụ thể luôn ạ. À, cái này thì uh, LX60 Plus à, này em đã để trực tiếp giá máy trên phần tiêu đề cho bác anh em. Các bác có nhu cầu thêm những cặp dây cá lông hay là vận uh, vận chuyển, vận chuyển các bác có nhu cầu vận chuyển đường bay, có bác uh, ở gần thì có nhu cầu vận chuyển bằng grab, có bác uh, nhu cầu là sang tận nhà nấy chẳng hạn. thì các bác uh, có nhu cầu như nào thì báo trực tiếp với bên em. Dây cá lông thì chỉ có 25 mươi ngàn một sợi thôi. Một con này thì cần uh, tối thiểu thì là hai sợi dây để các bác có thể kết nối xuống âm ni hoặc đẩy chẳng hạn các cổng kết nối phía sau đấy các bác các bác có hỏi em nhá các bác có thể đấu cổng rét ra được nhưng mà cổng này thì nó có hai trường hợp một đó là cái tín hiệu của nó sẽ bị một bên lớn một bên bé hoặc là tín hiệu ra tiếng mic to tiếng nhạc nhỏ hoặc là ngược lại nó rất nhiều đây nó là cổng ghi âm nó không phải cổng ra nhạc nó chỉ có cổng ra nhạc brian f thôi đấy, trái phải thôi nhá các bác nhá này, các bác có mà đấu vào âm ly hay đấu vào đẩy chẳng hạn mà các bác chưa có dây thì các bác liên hệ với bên em nhé Giá dây thì các bác có thể mua dây ca lông với thời điểm này ở các cửa hàng mà bán nẻ quê thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 4-50 nghìn một sợi Một sợi dây thôi các bác nhé chứ không ở một cặp bên em Các bác 50 nghìn bên em mua một cặp dài 80 rồi Dài 80cm Đó. Lake FX uh, 60 Plus hàng chuẩn lại một, Giá anh em th uh, có thể theo dõi trực tiếp trên phần tiêu đề anh em nó có nhu cầu nên hệ sớm bên em nhé hôm nay đã là ngày 18 âm lịch rồi ngày 18 âm lịch rồi các bác nhá hết ngày hôm nay từ khoảng tầm 2 hôm đến 3 hôm nữa thôi là các bác nếu có nhu cầu mà lấy về trong các khu vực ở phía nam miền trung miền nam ạ à, thì nó chỉ vận chuyển đường bay thôi và đăng nhiên là các bác thứ nhất là vội vàng hơn đó là hơn khi mà các bác lấy về không biết là nó có về được trước tết hay không thì lúc đấy chỉ có thể vận chuyển đường bay thì nó mới cam kết vận chuyển trước tết cho các anh em được và khi vận chuyển đường bay đấy thì giá thành nó sẽ nên ngay tiền vận chuyển thôi Nó đã nên gấp đôi rồi, nó hơn trăm nghìn một con Đấy Phải chia sẻ cho anh em Các bác có nhu cầu nhớ liên hệ sớm với bên em các bác nhá Lake 60 Plus Hàng chuẩn loại một điều khiển Cổng quang, Bluetooth, chống hú Nút mềm đây, Eco kép Anh em đang xem video thì nhớ cho em xin một nút like nhá Một đăng ký kênh, xin một các bác, xin anh em